Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu hoa hồng với cánh nhọn xinh xắn như thế này ha. Thì đối với mẫu này mình sẽ làm nguyên một cành hoa luôn nè. Hoa của mình sẽ có hai lá, có đài và có cánh hoa nhọn ha. Mẫu này thì các bạn có thể trang trí cho nhiều không gian khác nhau hoặc mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích. Đầu tiên thì tạo cho mình một nút, móc và kéo lên qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây móc lên cho mình 61 mũi móc xích ha. Đối với cái mẫu hoa này mình sẽ móc lên 61 mũi móc. Những bạn nào muốn tăng giảm size thì mình có thể giảm đi hoặc là tăng làm sao cho tổng số mũi móc của mình khi mà mình chia cho 3 nó còn dư một mũi nha. Sau khi đã có được 61 mũi móc xích mình được một đoạn dây xích như thế này. Thì từ đây móc lên tiếp tục cho mình 3 mũi móc xích. 1 2 3 3, đâm kim vào chân thứ 61, móc vào đó một mũi kép đơn. Sau đó ta sẽ làm lần lượt tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân cuối cùng. Cứ mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Sau khi hoàn tất được các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng móc rồi, mình sẽ được một cái đoạn chân của phần hoa như thế này rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ móc lên cái khoảng để mình tạo cánh hoa móc lên 3 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. 3 mũi móc xích này mình được tính là một mũi móc ha. Tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích để mình tạo cái khoảng trống. Đâm kim vào chân của cái mũi kép đơn đầu tiên ở phía dưới. Móc vào đó cho mình một mũi kép đơn ha, vào cái chân đầu tiên nè. Mình sẽ tạo ra được một cái khoảng như thế này để tạo cánh hoa. Bỏ qua hai chân kế bên, móc vào chân móc thứ ba một mũi kép đơn sau đó gây nên hai mũi móc xích và tiếp tục móc vào chân đó một mũi kép đơn như vậy là ta sẽ tạo được cái khoảng thứ hai ha cái cụm đầu tiên mà mình móc nè ba mũi móc xích được tính là một mũi sau đó lên hai mũi tức là mình sẽ có 5 mũi xích với mũi kép đơn đó mình cũng tạo ra được khoảng trống ha tiếp tục bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba một kép đơn lên hai mũi móc xích và tiếp tục mũi kép đơn nữa vào cùng chân móc đó ta sẽ có được cái khoảng thứ ba ha mình sẽ làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cuối cứ bỏ qua cho mình hai chân móc móc vào chân thứ ba một kép đơn lên hai mũi móc xích và tiếp tục mũi kép đơn thứ hai vào cùng cái chân móc đó và làm tương tự cho mình cho đến hết hàng ha Sau khi móc đến cuối hàng còn lại 3 chân móc cuối cùng thì mình cũng bỏ qua hai chân kế cuối, móc vào chân cuối cùng cho mình một cái khoảng tương tự, gồm một kép, hai mũi xích và một mũi kép vào cùng một cái chân móc đó. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được hàng thứ hai, tạo ra những cái khoảng trống để mình có thể tạo phần cánh hoa ha. Móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Lúc này mình sẽ có những cái khoảng hai mũi xích ở giữa nè, thì những cái khoảng này mình sẽ dùng để móc cánh hoa ở đây ha móc cho mình vào cái khoảng đầu tiên này một mũi nửa kép sau đó móc vào đó tiếp tục hai mũi kép đơn cũng vào khoảng trống đó luôn ha kép đơn đầu tiên nè và kép đơn thứ hai từ đây móc lên hai mũi móc xích để tạo cái điểm nhọn cho phần cánh để ý cho mình ở cái chân móc xích đầu tiên nè mình sẽ có một cái đường nằm ngang nhỏ nhỏ như thế này nè các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái đường nằm ngang đó, móc vào đó một mũi dời. Ta tạo được cái điểm nhọn cho phần cánh hoa rồi, thì bây giờ mình sẽ móc ba mũi ngược lại với ba mũi mà mình vừa móc ha, tức là mình sẽ có hai mũi kép đơn cũng vào cái khoảng trống đó luôn. Sau đó sẽ là một mũi nửa kép, cùng vào khoảng trống luôn ha. Ta sẽ có được một cánh đầu tiên. Để kết thúc được cánh này thì các bạn để ý nè ở chính giữa những cái khoảng mà mình tạo cánh hoa đây là khoảng tạo cánh hoa nè mình sẽ gọi là chữ V thẳng ha thì ở chính giữa nó sẽ có một cái chữ V ngược như thế này mình sẽ đâm kim vào cái khoảng V ngược này móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc cái cánh hoa ha đây mình sẽ có được cái cánh hoa đầu tiên tiếp tục cánh hoa thứ hai móc cho mình vào cái khoảng trống kế bên này một cánh tương tự gồm một mũi nửa kép hai mũi kép đơn sau đó gây nên cho mình hai mũi móc xích và tiếp tục đâm kim vào cái chân của mũi xích đầu tiên á móc vào đó một mũi dời sau đó móc tiếp ba mũi ngược lại với ba mũi mình vừa móc là hai mũi kép đơn nè sau đó sẽ là một mũi nửa kép và kết thúc cánh hoa thì móc mũi dời vào cái chữ V ngược giữa hai cái khoảng trống đó đây là chữ V ngược ha móc vào đó cho mình một mũi dời ta sẽ có được cái cánh thứ hai nè sau đó các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các cái chân móc còn lại cho đến cuối mình cứ đâm kim vào khoảng trống khoảng trống thì móc cánh hoa gồm một mũi nửa kép sau đó là hai mũi kép đơn lên được hai mũi kép đơn rồi thì móc lên hai mũi móc xích đâm kim vào chân của mũi móc xích đầu tiên móc một mũi dời sau đó tiếp tục móc ba mũi ngược lại với ba mũi mình vừa móc ta có hai mũi kép đơn sau đó sẽ là một mũi nửa kép và để kết thúc cánh này móc vào cái chữ V ngược ở chính giữa này một mũi dời sau đó làm tương tự cho mình cho đến cuối ha sau khi đã móc đến cuối thì cái khoảng cuối cùng các bạn cũng tạo cho mình một cánh tương tự gồm một mũi nửa kép hai mũi kép đơn sau đó là hai mũi móc xích Đâm kim vào chân móc xích đầu tiên móc một mũi dời. Tiếp tục móc 3 mũi ngược lại. Hai mũi kép đơn. Một mũi nửa kép. Và để kết thúc cái cánh cuối cùng này, các bạn đâm kim vào cái chân của cái mũi mà mình móc cái chân cuối cùng đây nè, mũi kép đơn ở đây nè. Có cái chân móc ha, móc vào đó một mũi dời. Sau đó từ đây móc lên hai mũi móc xích. Tiếp tục đâm kim vào cái chân mà mình tạo đầu tiên á, cái nút mình tạo đầu tiên. Móc vào đó một mũi dời tiếp. Sau đó móc lên một xích, kéo và cắt len. Thì hai cái sợi len thừa này lát nữa mình sẽ à, giấu vào luôn trong cái cành hoa ha. Ta sẽ hoàn tất được cánh hoa như thế này. Thì cái phần cánh hoa này khi cuộn lại nè, đây là mặt phải của sản phẩm ha. Khi mà mình cuộn lại mình sẽ cuộn theo cái mặt phải như thế này các bạn sẽ cuộn nhiều vòng và cái hàng kép đơn nó sẽ nằm thẳng với nhau ha bây giờ mình sẽ móc phần cuốn tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo lên qua vòng tròn móc lên một mũi móc xích móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn mũi đầu tiên móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba mũi móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu khi hoàn tất được 6 mũi móc đơn rồi, nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn nhỏ lại. Đâm chim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Vòng đầu tiên tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai. Vòng thứ hai mỗi chân móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc vòng đầu nè. Móc vào hai mũi móc đơn, Chân thứ hai cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Làm tương tự cho mình cho sáu chân đó ha. Chân thứ ba hai mũi móc đơn. Chân thứ tư cũng móc hai mũi móc đơn. Tiếp tục chân thứ năm hai mũi móc đơn cùng chân móc. Và chân thứ sáu là chân cuối cùng hai mũi móc đơn. Khi hoàn tất thì vòng này mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi móc đơn ha. Kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích. Vòng thứ hai hoàn tất tạo ra 12 chân cho vòng thứ ba. Vòng thứ ba các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng thứ hai ha. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên, chân thứ hai sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này. Một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Một mũi móc đơn nè. Sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta sẽ có được cụm móc thứ hai. Cụm thứ sáu sẽ nằm ở hai chân móc cuối cùng ha. Một móc đơn, sau đó là hai móc đơn cùng chân móc. Sau khi hoàn tất được vòng này mình sẽ có tổng cộng là 18 mũi móc đơn. Tiếp tục kết thúc vòng. Móc lên một xích. Như vậy là cái phần đài phía dưới của mình sẽ có cái độ rộng ra như thế này rồi. Tiếp tục vòng kế tiếp thì tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi. Vòng phía dưới của mình một mũi móc đơn, sau đó là hai mũi cùng chân móc. Thì bây giờ móc cho mình hai mũi mỗi chân. Sau đó sẽ là hai mũi cùng chân móc. Thì mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. Tiếp tục móc tương tự cho đến cuối vòng tay sẽ có tổng cộng là 6 cụm như thế này. Sau khi hoàn tất được đến cuối vòng, đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời. Vòng này khi hoàn tất mình sẽ có tổng cộng là 24 mũi móc đơn ha. Mình đã có được cái độ rộng cho phần đài của hoa rồi thì bây giờ móc lên cho mình phần cánh. Phần cánh thì tùy vào các bạn ha. Các bạn sẽ móc cho mình lên là 6 mũi móc xích đối với size hoa này. 1 2 3 4 5 và 6. Ta có được chiều cao của phần cánh đài hoa rồi nè, móc lên tiếp tục một mũi móc xích. Chân móc thứ sáu đó móc một mũi dời. Mình sẽ tăng độ cao của mũi móc. Chân thứ năm móc một mũi móc đơn. Chân thứ tư móc một mũi nửa kép. Chân thứ ba móc một mũi kép đơn. Chân thứ hai và chân thứ nhất là hai chân này. Mình sẽ móc mũi kép đôi ha. Thì mũi kép đôi mình sẽ lấy len hai vòng lên trên kim. Sau đó ta đâm kim vào chân thứ hai. Kéo len, lúc này trên kim được bốn đường móc. Lần lượt kéo len qua hai chân trên kim lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba mình sẽ có mũi kép đôi. Móc tiếp mũi kép đôi cho chân cuối cùng. Kéo lên nè, à. hai chân lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba. Ta sẽ có được cái phần cánh của đai ha để ý cho mình ở cái vòng tăng mũi cuối cùng của cái phần thân dưới mình có 6 cụm mỗi cụm của mình sẽ là hai mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân tức mình sẽ có bốn mũi như thế này thì mình sẽ đâm kim vào chân móc thứ tư của bốn cái mũi đó là cái chân thứ hai của hai mũi cùng chân móc ở đây nè đâm kim vào cái chân đó ha móc một mũi dời ta sẽ hoàn tất được cái phần cánh của đài từ đây tiếp tục tạo cho mình cái cần đài tiếp theo ha móc lên 6 mũi móc xích nè được cái chiều cao rồi thì móc lên một mũi móc xích chân thứ sáu móc một mũi dời chân thứ năm móc một mũi móc đơn chân thứ tư một mũi nửa kép chân thứ ba móc một mũi kép đơn còn lại hai chân móc cuối cùng thì mình sẽ móc mũi kép đôi ha cứ lấy lên hai vòng lên kim nè đâm kim kéo len sau đó lần lượt qua hai chân trên kim cho đến hết sau khi móc được đến chân móc cuối cùng rồi thì cũng tương tự như cái đài đầu tiên mình sẽ đâm kim vào chân móc cuối cùng của cái cụm thứ hai tức là cái chân móc thứ tư ha bỏ qua ba chân móc vào chân thứ tư nè móc vào đó cho mình một mũi dời ta được cái phần cánh của đài thứ hai móc tương tự cho đến cuối mình sẽ có tổng cộng là sáu cái phần cánh này ha sau khi móc được đến cái phần cánh thứ sáu thì cánh thứ sáu cũng tương tự kết thúc đâm kim vào cái chân cuối cùng của cái cụm cuối cùng móc một mũi dời Và để cho cái phần cánh của đài đầu tiên và cuối cùng nó không có bị hở nhiều á thì các bạn sẽ đâm kim tiếp cho mình vào cái chân của cái mũi á, móc xích đầu tiên ở cái đài đầu tiên móc vào một mũi dời sau đó kéo dài sợi len và cắt len sợi len thừa đang nằm ở phía ngoài Ta đâm kim từ ngoài vào trong chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc Kéo sợi len vào trong Sau đó mình sẽ giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ha Như vậy là mình sẽ hoàn tất được cái phần đài của hoa như thế này Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần lá ha Đối với phần lá thì các bạn sử dụng cho mình kẽm lá nè Sau đó mình sẽ gặp đôi lại theo cái chiều dài mà các bạn sử dụng cho phần lá Gặp đôi lại như thế này mình sẽ tạo một nút móc và kéo lên qua vòng tròn sau đó kéo sợi lên dài để thành một nút từ đây sẽ gây nên một dây móc xích vừa đủ để đạo được cái chiều dài cho phần lá mình sẽ móc lên 6 mũi móc xích 3 4 5 và 6 ta sẽ tạo ra được cái độ dài cho phần lá móc lên tiếp một mũi móc xích sau đó mình đâm kim vào cái chân của mũi thứ sáu đồng thời các bạn sẽ đưa cho mình cái phần kẽm khi mà mình móc mình sẽ giấu cái sợi kẽm này vào trong mũi móc ha. Chân thứ sáu móc một mũi móc đơn nè. Khi móc thì nhớ giấu luôn cái sợi kẽm vào nè. Móc vào đây mũi móc đơn. Sau đó chân thứ 5 móc cho mình một mũi nửa kép để mình tăng chiều cao của mũi móc. Còn lại bốn chân móc cuối cùng thì ba chân móc kế tiếp móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn. Kép đơn đầu tiên. Kép đơn thứ hai. Và kép đơn thứ ba. Còn lại một chân móc cuối cùng thì lúc này ở cái chân móc cuối cùng đó, các bạn sẽ móc cho mình ba mũi kép đơn vào cùng cái chân móc cuối cùng này ha. Mình sẽ móc vào chân cuối cùng ba mũi kép đơn. 1 kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba. Sau khi có được 3 mũi kép đơn vào chân cuối cùng rồi nè, thì mình sẽ đẩy cho cái phần kẽm của mình sát với lại cái chân móc mà mình vừa có. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Đẩy sát lại sau đó gặp đôi lại nè. Khi đến cái điểm này rồi thì tiếp tục móc vào cái chân mình vừa móc đó 3 mũi kép đơn nữa ha. Tức là chân cuối cùng này mình sẽ có tổng cộng là 6 mũi kép đơn. Khi đã hoàn tất được 6 mũi vào cái chân cuối cùng rồi thì bây giờ mình sẽ di chuyển kim đến các chân bên này. Mình sẽ móc các mũi đối xứng ha. Ở đây mình có 3 mũi móc kép đơn vào 3 chân thì các bạn móc cho mình 3 mũi kép đơn vào 3 chân liên tiếp nè. Khi móc nhớ dấu sợi len thừa ha. Mũi kép đơn tiếp tục nè. Và mũi kép đơn thứ ba vào cái chân móc thứ ba này ha. Còn lại hai chân móc thì hai chân móc đó mỗi chân mình sẽ móc một mũi nửa kép và còn chân cuối cùng mình sẽ móc một mũi móc đơn ta tạo được cái hàng đầu tiên cho phần lá rồi để kết thúc được cái hàng đầu tiên này mình sẽ đâm kim vào cái chân móc mình vừa móc mũi đơn đó luôn móc tiếp vào đó một mũi dời sau đó mình đẩy tất cả các cái cọng kẽm qua một bên móc lên một mũi móc xích Đến vòng móc thứ hai cho phần lá thì ở đây mình có nè. Chân của mũi móc đơn móc cho mình mũi móc đơn. Tiếp tục chân của mũi nửa kép cũng móc một mũi móc đơn. Kế tiếp sẽ là ba mũi kép đơn thì ba chân đó móc cho mình mỗi chân một mũi kép đơn. Kế tiếp là ba mũi kép đơn mà mình móc vào cùng chân móc, mỗi chân cũng móc một mũi móc đơn ha. Chân kế tiếp mà mình gặp sẽ là cái chân của mũi móc xích. Thì chân của mũi móc xích đó nó tạo ra một cái khoảng trống chính giữa của 6 mũi kép đơn này. Thì mình sẽ móc vào cái khoảng này hai mũi móc đơn. Sau đó móc lên hai mũi móc xích để mình tạo điểm nhọn cho phần lá. Đâm kim vào cái đường móc nằm bên ngoài của cái chân mũi móc xích đầu tiên nè. Nó có một cái đường nằm ngang như thế này. Móc vào đó một mũi dời để mình tạo cái độ nhọn cho phần lá ha. Nó tương tự giống như cái phần cánh á, sau đó tiếp tục móc vào cái khoảng trống đó hai mũi móc đơn nữa tức là khoảng trống đó mình sẽ có bốn mũi móc đơn ha tiếp tục di chuyển kim đến các chân còn lại thì lúc này mình sẽ có ba chân móc của ba mũi kép đơn ta móc vào cùng chân móc thì mỗi chân móc một mũi móc đơn chân đầu tiên nè tiếp tục chân thứ hai chân thứ ba sau đó là ba chân móc của ba mũi kép đơn ở mỗi chân Kế tiếp sẽ là chân móc của mũi nửa kép, móc một mũi móc đơn. Và chân của mũi móc đơn cuối cùng cũng móc vào đó một mũi móc đơn. Và để kết thúc được hàng thứ hai cho cái phần lá này, các bạn để ý cho mình ở đây mình có cái chân của mũi dời ta kết thúc. Mình sẽ đâm kim vào đường bên trên của mũi dời đó. Sau đó móc vào đây một mũi dời, kéo và cắt len. Khi cắt len thì nhớ cắt một đoạn len vừa đủ dài ha. ta sẽ hoàn tất được phần lá như thế này và để tạo cái canh cho phần lá khi mà các bạn quấn cho mình cái sợi len dài quanh cái phần kẽm mình sẽ quấn luôn cả cái sợi len thừa mà mình móc phần lá vào trong ha khi quấn sát như thế này nè các bạn sẽ quấn sát lại cho mình không có bị hở cái đoạn kẽm thì cái sợi len thừa mà mình quấn chung á nó sẽ giúp mình cố định lại được cái phần lá ha nó không có bị chạy cái phần lá khi mà mình canh chỉnh dán các bạn sẽ quấn cho mình cho đến một đoạn vừa đủ để mình có thể cài vào trong cái phần cành ha tiếp tục thì đây là cái phần cánh hoa mà mình tạo nè đây là mặt phải thì các bạn sẽ đưa cái kẽm cành cho mình vào trong cái mặt trái của cái hàng mà mình tạo hai cái sợi dây thừa mà mình để bên trong á sau đó đưa cho mình keo chích lại mình sẽ quấn quanh cái hàng móc của mũi kép đơn đầu tiên nè khi quấn thì các bạn nhớ bôi keo cho mình đều ha. Sau đó mình sẽ quấn thêm một đoạn. Quấn thì nhớ để cho cái hàng kép đơn của mình nó ngang bằng với nhau nhé. Sau đó mình sẽ quấn cho đến hết. Sau khi hoàn tất được cái phần hoa bên trên rồi, mình sẽ gắn cái phần đài ở bên dưới vào. Thì mình sẽ đâm vào cái khoảng vòng tròn đầu tiên mà mình tạo của phần đài ha. Mình sẽ kéo cái phần đài lên nè. Tiếp tục sử dụng keo nến, các bạn sẽ chích cho mình ít keo ở phía dưới của cánh hoa Ở phía dưới cái hàng xích đầu tiên nè Mình sẽ chích keo như thế này, sau đó mình sẽ định cho cái phần đài nó dính vào Các bạn cũng có thể giấu những cái sợi len thừa này vào trong cái hàng mà mình dính ha Sau đó tiếp tục sử dụng keo và mình bôi keo ở cái phần cánh của đài Hoàn tất được phần đài rồi thì chích thêm một ít keo ở phía dưới của cành Sau đó đưa cái sợi len vào trong Các bạn sẽ dính cho sợi len nó cố định lại Và mình sẽ cột thật là chặt ở cái phần cuốn này trước ha Cột sát vào trong cái phần đài trước Sau đó lần lượt quấn cho mình Và các bạn quấn nhớ sát lại cho mình không có bị hở cái phần kẽm ở bên trong ha khi mà mình quấn được một cái đoạn vừa đủ rồi thì các bạn tiếp tục gắn cho mình cái phần lá. Đây, phần lá thì mình cũng chưa một đoạn bên trên. Sau đó mình sẽ quấn lại. Chưa một đoạn nè. Sau đó đặt ở một vị trí tương thích và mình sẽ tiếp tục quấn những cái đoạn còn lại giao nhau ha. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được một cành hoa hồng với cánh nhọn xinh xắn như thế này. Mẫu này thì các bạn cũng có thể tăng giảm size hoặc mình có thể thay đổi màu tùy thích để trang trí cho nhiều không gian khác nhau. Và đối với cái kẽm cành mình có thể tạo ra nhiều dáng khác nhau cho cành hoa của mình ha chúc các bạn móc thành công